Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một người phụ nữ đã ly hôn. Cô ấy ly hôn và đến thời điểm này, từ lúc mà cô ấy tư vấn tôi cho đến bây giờ chắc khoảng 4 năm rồi. Dạo gần đây cô ấy quay trở lại và tâm sự với tôi về những cái nỗi khổ đau sau khi mà 4 năm trời. Thì tôi vẫn thấy rằng cô ấy vẫn là một người đàn bà rất là chung thủy sau khi ly hôn với chồng. Nhưng mà cô ấy lại mắc kẹt như thế này, cô ấy đang ở nước ngoài. Cô ấy đang ở nước ngoài, con cô ấy là người có quốc tịch nước ngoài. Khi mà về Việt Nam á, thì con cô ấy không sống được với cái môi trường Việt Nam. Thứ nhất là nóng quá. Nói chung là cô ấy ở một cái nước văn minh tiến bộ. Về Việt Nam con cô ấy sẽ không phù hợp với cái sự giáo dục cũng như là môi trường và cách sống của Việt Nam. Thế nên là cô ở đất nước, cô đang ở bên nước ngoài. Nhưng mà cô kẹt vậy nè, tâm hồn của cô không có phải là muốn ở đất nước đó. Chẳng qua là vì con cô ở lại. Vì cô quá yêu thương đứa con đó mà cô không thể về Việt Nam một mình. Vì con cô vẫn còn nhỏ. Mà khi ở nước ngoài á, thì chồng của cô á, bây giờ sau khi mà ly hôn với cô rồi á, là bắt đầu sống thác loạn luôn. Tức là sao? Anh này cũng là một người đàn ông kiếm được tiền và anh này làm trong lĩnh vực coi như là lĩnh vực cầm súng của bên nước ngoài ha. Anh này anh cầm súng ở bên nước ngoài. Thì anh đi làm những công việc liên quan đến cái việc cầm súng này chứ không hẳn là anh cầm súng đâu. Nhưng mà anh này á, lại là một cái người mà trác táng ăn chơi về cái đường gái gú. Bây giờ cô này cô là vợ nhưng mà sau khi ly hôn cô rất để ý chồng của cô. Tất cả mọi thông tin chồng cô cặp với ai, ngủ với ai, đang quan hệ tình dục với ai, đang đi chơi với ai, có những hình ảnh nào cô biết hết. Vì sao? Vì cô gặp gỡ những người bạn mà những người bạn đó có gặp chồng cô ăn chơi trác táng. Và cô nói rằng chồng của cô đến bây giờ là bẩn lắm à. Cô không yêu được người chồng hiện tại nhưng mà cô đau lắm. Cô thù gia đình đó, cô tức giận gia đình đó. Bởi vì sao? Bây giờ cô không thể nào lấy được một người đàn ông nào khác. Cô không yêu được ai khác. Mà cô chỉ yêu và cô chỉ tiếc những cái tháng ngày gọi là quá khứ mà cô đã từng dành thời gian công sức vun đắp cho tất cả những điều mà cô đã dồn cho một cái gia đình như thế. Bản thân cô cũng nhận ra mình có những cái điểm sai như thế này các bạn. Cô ấy cho rằng trong cái giai đoạn mà mình ở với chồng á, mình đã không có hiểu biết về chính dâm trong hôn nhân. Thế nên là làm cho chồng của cô á, đã không có được cái cảm giác thoải mái trong cái vấn đề chính dâm tình dục. Người vợ cứ né cái chuyện quan hệ tình dục. Thế nên là người đàn ông ở trong một cái mức mà vợ đẹp mà bị đói. Thế nên là anh giống hệt như là một con thú hoang, một con thú mà nhiều ngày bị nhốt, bị xích để bỏ đói vậy. Khi mà bỏ vợ ra một cái thôi là anh ta chơi trác táng. Ai cho anh ngủ là anh ngủ hết. Những người Việt Nam sang đất nước làm thực tập sinh hoặc là đi du học, nếu mà có cơ hội là anh ta quất láng. Nói chung là trở thành một người ăn tạp. Người vợ đó nói vậy. Rất là thù hận người chồng cũ. Lúc trước á, cô còn có ý định là cô sẽ trở thành một người thứ ba của chồng cô. Nhưng mà tôi phân tích cho cô hiểu rằng á, khi mà chồng em đã chán em rồi á, thì chồng em đã không muốn gặp em. Tức là em không phải là người xấu xí, em không phải là người phụ nữ coi như là điện nước không đủ, mà trái lại em là người rất là phì nhiêu đầy đủ. Nhưng mà vấn đề chính yếu của người ta khi đã cạn cảm xúc, người ta đã không thích cái đối tượng đó rồi, thì dù cho cái đối tượng đó có không mặc đồ, có quyến rũ người ta đi nữa, người ta cũng không có cảm hứng. À, các bạn hiểu không? Khi mà người ta đã liệt cảm xúc với một cái kiểu dạng người nào đó rồi, một cái hình tướng, hình thể, hình dạng con người đó rồi, là người ta không bao giờ còn có cảm xúc nữa. Đó. Cái người đó có thể là rất đẹp, rất ngon, rất là mát, mượt luôn, ngọt ngào, đã đời lắm. Nhưng mà cảm giác ăn không được. Các bạn có bao giờ rơi vào cái tình huống đó chưa? Có một cái gì đó rất đẹp nhưng mình ăn không được, mình không thích cái đẹp đó. Kỳ lạ không? Tại vì sao? Mình không có cảm tình. Mình đã mất đi cái cảm xúc yêu thương giữa mình với cái người đó, thì mình không thể làm được điều đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy chứ. Bạn đừng có tưởng là người đàn ông có nhiều người. Nhiều người có những người ăn tạp thiệt đó. Nhưng mà có nhiều người ta ăn tạp mà người ta không ăn được cái món đó, thì chứng tỏ là người ta không thể có tình cảm với cái đó đâu. Tại vì sao? Người ta bị chai sạn rồi, người ta bị tổn thương rồi, và người ta khi mà người ta nghĩ đến những cái điều đó thôi là sự hưng phấn của họ dập tắt, như là lửa mà gặp nước tạt cái phèo mất đi. Cái chuyện mà em nghĩ rằng em trở thành một người thứ ba của chồng em dường như là không thể xảy ra. Không thể xảy ra, không có điều kiện để xảy ra. Khi mà chồng em luôn là cái người né tránh và anh ta kiên quyết né tránh em để anh ta cắt đứt đi cái sự đeo bám của em. Vì anh ta biết em là người lụy tình. Chính vì em lụy tình nên em cứ đắm đuối mãi trong cái sự khổ đau
về cái vấn đề chồng bỏ. Rồi bây giờ mình cứ mắc kẹt ở nước ngoài, mình không về Việt Nam được, mà kêu em đi lấy chồng á, thì em không lấy được ai, em không yêu được người khác. Ở nước ngoài cũng có nhiều người thấy em là đẹp này, trẻ này, không có chồng này, không có đàn ông này, người ta cũng đến ve vãn bằng tiền, bằng tình dục, bằng nhiều thứ, người ta câu nhử em, nhưng mà em không dính. Tại vì sao? Đơn giản em vẫn còn nặng lòng với cái người chồng cũ. Và đặc biệt hơn nữa là em cứ thù hận cái người đó. Em biết không, khi nào mà em buông được cái gánh nặng trong tâm xuống á, khi nào em không còn thù hận chồng cũ nữa, thì lúc đó em mới thực sự là cái người đàn bà có thể giải thoát được chính bản thân mình. Bây giờ không ai giam cầm em hết, bây giờ không ai cấm đoán em hết, bây giờ không có ai ép em là đừng có lấy chồng, hoặc là cấm em đừng có lấy chồng. Nhưng bây giờ cho em lấy chồng, cho em quen á, em đâu quen được đó. Em tự giam cầm mình, em tự khóa mình, em tự chặt đứt mọi cơ hội. Nghĩ vậy cũng hay, tại vì cái tâm của em không phải là cái tâm ái dục. Em là cái người đàn bà không có ham dâm, em không có là cái người mà ham muốn về đời sống tình dục. Thế nên là dường như có vẻ như em có thể là sống một mình, sống cô đơn đến già cũng được, không sao. Cái tính chung thủy của con người ta nhiều khi á, nó cũng bị và được cấu thành từ những cái vấn đề người ta lãnh cảm, hoặc là người ta không có ham muốn tình dục nha các bạn nha. Còn cái người mà ham muốn tình dục, khổ sở về vấn đề tình dục khống chế mà người ta chung thủy được mới là cái người khó. Còn cái người lãnh cảm thì mặc nhiên không cần làm gì nó cũng đã lãnh cảm rồi. Thế nên là cái sự chung thủy nó đi cùng với cái sự lãnh cảm là cái lẽ đương nhiên. Bạn hiểu không? Thế nên là không hề khó khăn để trở thành một người đàn bà chung thủy khi mà người đàn bà đó yếu sinh lý, hoặc là người đàn bà đó lãnh cảm. Mặc nhiên là cô ta đâu có ý định làm cái gì để cho mình bị phá đi phước đức vì cái chuyện tà dâm đâu. Thế nên là mặc nhiên cô ta trở thành một người phụ nữ rất là chung thủy, rất là yêu thương chồng và rất là lụy tình là như vậy. Và kiểu người phụ nữ đó sẽ luôn có thể yêu một người yêu sâu sắc, yêu sâu rộng. Và cuối cùng là chính bản thân cô ta lại làm cho cô ta khổ hơn vì yêu và cố chấp, cứ viện mãi và đắm chìm trong cái thời điểm quá khứ. Cô ta vẫn tồn tại ở cái giây phút đau khổ là chồng bỏ mình, chồng đã phụ bạc mình, và mình vẫn là cái người đàn bà mất tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ nhà thì có ở đó, nhưng mà chưa bán thì chưa chia được tài sản. Nhưng mà chồng bạn cũng là cái người đàn ông cho bạn ở cái ngôi nhà đó cùng với con. Nhưng mà bây giờ nếu bán nhà ra thì vẫn được chia tiền, nhưng mà anh ta không bán, anh ta cứ để đó cho bạn ở. Anh ta vẫn phụ cấp mà cùng với bạn nuôi con, nhưng mà anh ta chỉ có gặp con không gặp bạn. Anh ta muốn dứt khoát rõ ràng để cho bạn không còn bám víu anh ta nữa. Và anh ta cũng biết thừa anh ta muốn bỏ bạn, nhưng bạn thì không. Nhưng mà anh ta ở bên cạnh bạn, anh ta cảm thấy ngộp thở, anh ta mệt mỏi và anh ta muốn chấm hết. Thà rằng anh ta ra ngoài đời, anh ta là kẻ phá phách, anh ta là kẻ hư đốn, anh ta bạc nhược, anh ta lao vào những cuộc vui vô định, nhưng anh ta sẽ chọn như vậy còn hơn ở bên cạnh bạn. Tức là anh ta cảm giác như anh ta không muốn chấp nhận một cái hoàn cảnh sống như thế nữa. Thế nên đây sẽ là một cái điều rất buồn khi mà anh ta cảm giác như bạn chính là một cái gì đó giam cầm anh ta, khiến cho anh ta phải muốn bỏ chạy. Tất nhiên là khi mà người đàn ông á, xa bạn, sống một mình á, là người đàn ông trở thành cái kẻ hoang dã, và người đàn ông sẽ có sai lầm và rất dễ hư, tàn phá bản thân mình rất nhiều, phá đi phước đức của bản thân mình rất nhiều. Hôn nhân á, nó thật sự không hề dễ chịu với những người hoang đàng, nhưng nó sẽ là một ngôi trường tốt để giúp cho người sai bớt sai, người xấu bớt xấu. Các bạn nghe không? Đó, hôn nhân nó là một ngôi nhà nhàm chán, rất là khó chịu với kẻ hoang đàng, nhưng sẽ là một cái ngôi trường giáo dục để giúp cho người ta trở nên tốt hơn, hay hơn và trưởng thành hơn trong hôn nhân là như vậy. Còn riêng em, những ngày đầu tiên khi em tìm đến với tôi á, em quây quần trong khổ đau, đến bây giờ em vẫn cứ buộc mình vào trong khổ đau, thì cái điều này cho thấy rằng cái độ lụy của em nó rất là nhiều. Với lại phần nữa, nói cái này em cũng đừng có buồn, nói đúng là trọng tâm nè. Vì em là người phụ nữ không kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài, nên em có cảm giác bất mãn, em có cảm giác em bất lực khi mà em không về Việt Nam được. Em về Việt Nam được thì con em nó sống không được ở Việt Nam. Em về Việt Nam mà em không có con em thì em sống không được. Tại vì bây giờ con em chính là cái hơi thở của em. Trước đây á, chồng em á là bầu trời của em, con em là hơi thở của em. Bây giờ em mất bầu trời rồi, em thấy bầu trời nó tối đen à.
Đó, em không còn thấy cái gì ngoài chồng em hết. Và chồng em á, thật sự ra mà nói thì cũng là một người đàn ông không có tốt và tuyệt vời như em xứng đáng bỏ ra tất cả mọi thời gian và tâm sức cho anh ta đâu. Tuy nhiên, từ khi em còn là một cô gái trong trắng cho đến bây giờ em trở thành một người đàn bà bốn mấy tuổi, là gần đến hai mươi mấy ba chục năm, một người đàn bà chung thủy, lụy tình, mà là một người đàn bà sinh lý yếu, gần như là lãnh cảm như em á, ở bên cạnh và yêu thương một người đàn ông như vậy, sâu sắc như vậy, thì khi mà em bỏ ra thì cái độ bám dính của em nhiều hơn những người đàn bà khác. Và cái vấn đề bạn là cái người không có mạnh mẽ chủ động trong kinh tế về mặt tiền bạc á, cũng là một trong những lý do làm bạn mất đi cái sự tự tin, cũng như là làm cho bạn cảm giác mình yếu đuối và bất lực trước mọi tình huống của cuộc đời. Còn cái điều mà khiến cho bạn buồn hơn là trong cái cách mà bạn hành xử với chồng, thì chồng của bạn đã có một người thứ ba ở bên Việt Nam. Và khi người thứ ba này bây giờ lại trở thành con dâu, trong cái tình huống là ở Việt Nam chăm sóc cha mẹ chồng cũ của bạn. Tuy nhiên họ chưa có đám cưới với nhau, nhưng mà cô kia bây giờ cô bỏ tất cả mọi thứ. Tất nhiên là cô cũng là cái cô gái đã lỡ thời có con, cô bỏ tất cả mọi thứ đến ở và chăm sóc người gọi là cha mẹ chồng tương lai của mình. Thì đến một thời điểm nào đó thì họ sẽ bảo lãnh cha mẹ ruột của họ và cái cô vợ kia sang đất nước cùng với bạn thôi, cùng với phía bạn ở chung đất nước đó. Tuy nhiên trong cái tình huống này thì cũng khá là thương cho cái người thứ ba đó. Vì sao? Người thứ ba không được ở bên cạnh chồng bà, mà chồng bà thì ở nước ngoài vẫn ăn chơi chắc táng, vẫn có gái giải quyết những nhu cầu sinh lý. Còn cái cô người thứ ba bên Việt Nam kia gọi là vợ hờ thì chẳng biết gì về anh này hết. Thì tôi mới nói với bạn vậy nè, người thứ ba đó bước vào để thay bạn gánh những sự khổ đau chứ chẳng có gì hơn đó. Tính ra cho cùng chồng bạn vẫn gọi là đối xử với tất cả những người đàn bà yêu thương nhất có thể vẫn chỉ là bạn thôi, vì anh ta đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được bạn, và anh ta cũng đã rất đau khổ để phải xa rời bạn. Tức là anh ta đã nhìn thấy những vấn đề không thể cải thiện được, không thể cải thiện được từ cái tính cách của bạn. Có thể là khi mà bạn chưa có ly hôn chồng, bạn là một người đàn bà khác. Sau khi ly hôn chồng, bạn mới thực sự là người đàn bà trưởng thành như anh ấy muốn. Nhưng rất tiếc, cái giây phút đó nó lệch nhịp. Bạn trở thành một người đàn bà hiểu biết, chín chắn, hiểu về tâm lý đàn ông, cũng như là mình đã biết mình sai ở như thế nào. Thì cái lúc mà bạn hiểu biết, bạn tỉnh thức, bạn tốt đẹp và bạn trở thành người vợ hoàn hảo lại là cái lúc mà anh ta không nhìn thấy. Anh ta đã vụt mất ra khỏi cái cuộc hôn nhân mà bạn lúc này đang trở thành một người đàn bà hoàn mỹ, một người vợ hiểu biết, thì lúc này anh ta đã đi qua cuộc đời của bạn và anh ta đã ngã vào vòng tay của rất nhiều người đàn bà, và anh ta vui với cái điều đó. Và anh ta hình như là không có ý định muốn quay trở về với bạn, vì những điều tốt đẹp mà bạn đã có hoặc là đang hình thành anh ta không cảm nhận được, và anh ta cũng không muốn quay trở về nữa. Trong cái tình huống trước đây nhiều năm, bạn đã hỏi tôi rằng làm sao để chồng em có thể quay về với em được, thì tôi nói là không có cách nào, chỉ duy nhất có một cách thôi. Bây giờ nếu mà anh ta gặp tai nạn hoặc là anh ta bị bạo bệnh mà không ai ở bên cạnh anh ta, thì trong cái tình huống đó mọi người bỏ rơi anh ta hết, mọi người xa lánh anh ta không có công ăn việc làm, không có ai ở bên cạnh anh ta hết, thì chỉ có một mình em xuất hiện như một người vợ lụy yêu thương chồng, thì đó chính là giây phút mà có thể giúp cho em và chồng em quay trở lại. Nhưng mà rất tiếc ông trời ông không tạo ra cái hoàn cảnh đó. Đến nay 4 năm từ khi em tư vấn tôi, đến nay em quay lại thì em vẫn ở trong cái tình trạng em là người phụ nữ cay đắng vì chồng phản bội ngoại tình, và em vẫn đau khổ và bế tắc trong những cái tình huống em ở nước ngoài. Thật ra em phải suy nghĩ này nè, em cũng không có cái gì mà gọi là ức chế và tức tối ở nước ngoài hết, tại vì hiện thời em làm công việc thì em vẫn kiếm được tiền. Tuy là không có giàu, không có dư, nhưng mà phải nói rằng không có nghèo đến mức mà không có sống nổi. Tại vì bên nước em á, theo tôi biết á, thì khi mà người chồng ly hôn vợ thì bạn sẽ được trợ cấp là cái người phụ nữ gọi là bị chồng bỏ. Phụ nữ trên đất nước bạn được trợ cấp tiền sau ly dị, và bạn chưa có chồng, chưa lấy một người chồng khác, và bạn ở vậy mà nuôi con đến khi con 18 tuổi, bạn vẫn có khoản tiền đó. Người ta, nhà nước á, ủy ban nơi bạn sống họ sẽ liệt kê bạn vào cái danh sách là bị chồng, mà chồng của bạn là người có quốc tịch
nước ngoài, mặc dù chồng bạn là người Việt Nam nhưng nhiều năm sống ở nước ngoài, chồng bạn đã có quốc tịch người nước ngoài rồi, thì bạn vẫn được nhà nước của đất nước đó cho bạn cái khoản tiền trợ cấp đó đến khi con bạn lớn ha. Người ta sẽ trợ cấp cho bạn những cái khoản tiền như vậy để giúp cho bạn có thể sống yên ổn với đứa con khi mà bạn nuôi con mà ở trong tình trạng bị chồng ly hôn chẳng hạn. Tại vì đất nước đó người đàn ông đi làm là chính, người phụ nữ đi làm là phụ, thế nên là sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ cho người đàn bà sau khi mà bị chồng ly hôn. Tại vì người phụ nữ sẽ không xoay sở được với cái khoản tiền và cái mức thu nhập thấp như vậy để có thể tồn tại và nuôi con đồng thời là sinh sống. Và người phụ nữ đó vẫn phải đi làm. Thì trong cái tình huống này bạn vẫn được tiền trợ cấp thì cũng không đến nỗi vẫn sống được, vẫn duy trì được, nhưng mà cái sự buồn chán của bạn nó tăng lên ở một cái mức là bạn không có chồng thôi. Còn tôi hỏi bạn à, nếu bây giờ anh ta quay trở về với em thấy như thế nào? Em nói là bận lắm chị ơi, em không yêu được người chồng hiện tại, nhưng em yêu cái người đàn ông mà đã cùng với em hạnh phúc bao năm. Tức là em vẫn chìm đắm trong quá khứ, em vẫn đang dậm chân tại cái thời điểm mà anh ta đã bỏ rơi em. Em chưa thoát được những cái năm tháng mà anh ta bỏ rơi em. Em đang ở 4 năm về trước khi mà em đi tư vấn tôi á. Em chưa thay đổi gì hết. Em vẫn đang đau khổ, vẫn là một người đàn bà bế tắc ở cái thời điểm 4 năm trước em gặp tôi. Em chưa có gì khác hơn. Vì sao? Em chưa có một người đàn ông khác. Vì em không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và em không tìm thấy ý nghĩa trong cái việc mà có một người đàn ông nào tốt đến với em. Em không mở rộng để em tìm được người đàn ông tốt, mà em chỉ nhìn vào những cái người đàn ông đến với em tán dóc em, hoặc là muốn lợi dụng, muốn em lên giường với họ, muốn quan hệ tình dục, muốn bừa bãi với em chút chút, thì em nhìn vào họ thì em đã chán đời rồi. Thực ra vẫn có những người đàn ông mất vợ, những người đàn ông có thể là ly hôn mà vợ của họ quá đáng, người vợ đó không có trân trọng và tốt với họ, thì vẫn có những người đó tuy rằng hiếm, nhưng mà vì em không có ham thích trong cái chuyện tìm kiếm những người đàn ông, vì thì tôi mới nói với em rằng em là cái kiểu người mà lãnh cảm và em là cái kiểu người mà ít có ham muốn tình dục, nên em không có ham thích khi nói chuyện với đàn ông, em không có muốn mở rộng một cái thị trường tìm kiếm đàn ông dành cho mình. Chứ còn những người đàn bà khi mà người ta rơi vào cái cảnh mà chồng bỏ, người ta thiếu thốn tình dục, hoặc người ta khát tình, hoặc là người ta có nhu cầu tình dục á, thì người ta sẽ có biết bao nhiêu người tình, em hiểu không? Thế nên là trong cái tình huống của em á, em trở thành một người đàn bà chung thủy lụy cũng như là không có quan hệ tình dục bừa bãi, là cũng bởi vì cái hormone sinh dục của em nó ít, nó yếu, em không có nhiều ham muốn được gần gũi với đàn ông, thế nên em mặc nhiên trở thành một người đàn bà rất đứng đắn, tốt đẹp. Như vậy nó cũng lành, nó cũng tốt, nó cũng tử tế. Người đàn bà mà thoát khỏi dâm dục thì đó là cái điều phước đức của người đàn bà. Khi mà người đàn bà không có ham muốn về tình dục thì người đàn bà sẽ thông minh sáng suốt và người đàn bà đó có thể tu hành tốt được. Còn nếu mà đi lấy chồng mà trong tình trạng mình không có ham muốn tình dục, mình lãnh cảm, hoặc mình sợ cái chuyện quan hệ tình dục, mình sợ gần gũi với đàn ông, thì em lấy ai cũng không được hạnh phúc. Nếu mà mình đã biết điểm yếu của mình như vậy thì mình cũng nên dừng lại và không nên lấy người khác. Bởi vì lấy người khác là đem đến bất hạnh cho chính mình, chẳng có điều gì tốt đẹp hơn. Vì em sống ở hiện tại vẫn là ổn, con em ở đất nước em á, là con sẽ được nuôi học không có tính tiền, con ăn thì tính tiền, con sử dụng xe thì tính tiền, con sử dụng vật chất thì tính tiền, nhưng mà tiền dạy học thì được miễn phí, nhà nước miễn phí và có trợ cấp cho đến khi bé 18 tuổi. Và đến khi mà vào đại học thì con em vẫn có thể vay tiền để đi học đại học được. Thế nên là cái gánh nặng mà gọi là nuôi con thì không phải như ở bên Việt Nam và những nước mà không có cái trợ cấp dành cho con nít. Nhưng mà đất nước em lại có cái đặc ân như vậy. Thế nên là cái việc nuôi con nó không phải trở thành khó khăn. Mà em nghĩ rằng em đi làm em kiếm tiền không dư được bao nhiêu tiền. Không dư được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu cái hiện trạng này ở Việt Nam á, thì em sẽ cảm thấy ổn hơn. Nếu mà em cảm thấy em về Việt Nam mà em mở hàng shop, em kinh doanh á, thì cái chuyện mà em kinh doanh là em lời rồi. Còn ở đất nước của em làm á, thì là vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa tận hưởng. Và em biết rồi đó, có rất nhiều người Việt Nam có cái tư duy sai lầm trong cái việc đến một số các đất nước mà phát triển á. Có nghĩa là ở Việt Nam thì họ không mua được cái nhà 3 tỷ, 5 tỷ, nhưng mà đến ví dụ như họ họ đến Nhật Bản đi, ví dụ họ đến Nhật Bản đi ha. Họ mua cái nhà 12 tỷ hoặc là 14 tỷ hoặc 20 tỷ thì họ trả nợ đến 30 cho đến 35 năm. Mà một người trả nợ ba mươi mấy năm là coi như hết cuộc đời rồi. Hết một cuộc đời rồi. Lúc nào cũng có cái mức phải trả nợ. Mà nếu trả nợ như vậy á, ví dụ như giả sử như ở bên Nhật đi, động đất
mà nó rung ba mấy năm là cái thiết bị trong nhà em, ba mấy năm mà em sống mà em trả nợ xong cái ngôi nhà đó thì cái ngôi nhà của em nó cũng không còn xài được nữa. Tại vì thiết bị nó rung ray này, lung 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 lung, động đất ở Nhật thì năm nào mà chẳng có, tháng nào chẳng có. Nó rung 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 mà ba mấy năm thì làm sao mà nó còn dùng được. Mà Nhật đó thì xây nhà bằng cây không, không xây bằng bê tông. Cái móng nó sẽ bằng bê tông thôi, còn lên tất cả cái cơ cấu hạ tầng của nó toàn là bằng gỗ không. Đó. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng do cái tư duy của chúng ta ở Việt Nam sang Nhật mua nhà và chúng ta nghĩ rằng mua nhà nó có lợi. Xin thưa với các bạn chưa hiểu về cái luật mà gọi là cái luật mà để lại tài sản cho con. Bạn mua nhà thì đứng tên bạn đúng không? Ba mươi mấy năm sau bạn già đi thì tất nhiên là bạn sẽ có cái mong muốn là chuyển cái quyền sử dụng đó cho con của các bạn. Tại vì người đó sẽ là cái người mà thừa hưởng tài sản của các bạn sau khi bạn mất, hoặc là bạn muốn cho con của các bạn chẳng hạn. Thì thuế đóng 40% rồi. Thuế 40%. Ví dụ cái nhà 2 tỷ thì con bạn phải đóng thuế đến gần cả 1 tỷ rồi. Con bạn có tiền đóng thuế không? Rồi có nhiều đứa nó không có tiền đóng thuế, nó phải từ chối luôn nhận tài sản. Bởi vì nhận tài sản ba mươi mấy năm, nếu mà ở được thì ở, còn không ở được phải đập cái nhà đó đi xây lại. Xây nhà phải tốn tiền mà phải đóng thuế nữa. Thế nên là như không, thà rằng nó đi thuê hoặc là nó ở chung cư. Đấy là những cái vấn đề mà em cần phải hiểu đến. Và một trong số những cái phần mà tôi tư vấn trong ngày hôm nay á, cũng là một cái nguồn kiến thức cho một ai đó đến đất nước Nhật Bản và muốn mua nhà, hoặc là nghĩ rằng mình tương lai sẽ sống và lập nghiệp ở Nhật Bản, thì cần phải hiểu về những vấn đề liên quan đến bất động sản cũng như là cái luật mà chúng ta gọi là thừa kế cho con cái về sau. Để chúng ta hiểu mỗi đất nước có một cái hình thức khác nhau. Ở Việt Nam, hình thức mà buôn bán bất động sản có thể là làm cho người ta phất lên, nhưng mà ở Nhật thì nó trái khác hẳn. Bởi vì nó đã đi trước Việt Nam gần đến mức 2 thế kỷ. Thế nên là nó cái độ mà tính toán về tỉ mỉ thì nó đã hơn hẳn Việt Nam rồi. Thế nên là khi mà cuộc sống mà nó đã đi vào nề nếp rồi thì các bạn sẽ khó mà có thể mà mình tìm ra được cái lẳng, cái lách để mình luồn đó. Thế nên là đó là những cái điều mà chú ý cùng với em. Còn cái vấn đề khi mà mình nếu mà đã nghĩ rằng á mình không thể nào quay lại với họ được, mình không thể yêu được họ, mình cũng chẳng thể nào mà có thể gần gũi được với họ, thì cách mà tốt nhất đó chính là quên họ đi. Quên họ đi. Khi nào em có thể buông được tất cả mọi sự chấp ngã, khi nào em có thể quên đi tất cả mọi sự thù hận, thì lúc đó tự nhiên anh ta, người chồng cũ của em, tự nhiên sẽ tan biến và không còn trở thành một bóng ma ám ảnh em nữa. Với một người đàn bà nặng tình như em thì có lẽ cái khoảng thời gian để phôi pha những ký ức đau thương và những cái sự tổn thương mà người đàn ông đó dành cho em mất một thời gian khá dài. Với một người đàn bà chung thủy, cái độ đậm đặc, gọi là cái độ tinh túy trong cái việc mà em yêu chồng, nó cũng sẽ là một trở ngại trong cái việc em quên người đó. Thời gian sẽ giúp em quên đi được cái vấn đề này. Trong cái tình huống này thì không khuyên em được là em nên đến với người khác, tại vì em là người phụ nữ ít có nhu cầu tình dục và em là cái người không ham thích về tình dục. Chính khi em ở với chồng, em rất yêu thương người đó mà em cũng không có thích gần gũi chồng bạn nữa, thì rõ ràng là cái vấn đề này không có cái cách giải quyết nào cho bạn hết. Từ khi mà bạn hiểu ra, bạn buông bỏ, thì từng ngày, từng tháng, từng năm bạn hãy tiếp cận với nhiều cái thông tin tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng bạn không nên nghe những cái kênh của tôi nữa. Bạn hiểu vì sao không? Tại vì kênh của tôi nói về tình yêu hôn nhân gia đình, một phần nào đó nó cũng sẽ làm cho bạn buồn. Bạn hãy nghe kinh Phật, bạn hãy nghe những cái kênh mà làm cho bạn cảm thấy vui, thư thái. Ví dụ như là làm sao để tha thứ cho người ta. Bạn nghe rất nhiều về những cái vấn đề tha thứ đi ha. Kênh của tôi cũng có, nhưng mà nó mang hơi hướng của tình cảm và những cái tình huống lâm ly bi đát, khổ đau quá nhiều, thì tôi nghĩ là em không nên bám dính vào kênh của tôi quá nhiều. Em nghe nhiều em cảm thấy buồn. Em nên nghe kinh của thầy, kênh của thầy Minh Niệm này, hoặc là kênh của thầy Thích Tánh Tuệ này, hoặc là em nghe giải đáp xét gậy kim cang thép của thầy Tuyên Hóa này, hoặc là hòa thượng Quảng Khâm này, hoặc là thầy Viên Minh này, hoặc là thầy Thích Phúc Tiến này, hoặc là thầy Thích Chân Tính này. Thì những vị thầy đấy em nghe về những cái vấn đề là tha thứ, hoặc là thầy Thích Trí Huệ này,
Thích Phước Hải này, thì bạn nghe những người đó nói về cái chủ đề tha thứ, làm sao để sống bình yên, làm sao để quên đi một người, thì tôi thấy nó sẽ phù hợp hơn là em cứ cày video của tôi, nó cũng không đem đến cho em cái điều tốt đẹp hơn. Đấy em nhé, mình tập trung vào cách giải quyết vấn đề của mình thì mình sẽ tìm ra lối đi của mình, chứ mình đừng có lan man chìm đắm trong cái tâm trạng khổ đau thì em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi khổ đau. Thời gian này là thời gian em khổ đau, nhưng em vượt qua được khổ đau trong nhiều năm thì không còn nỗi đau nào nhấn chìm em được. Cái câu hỏi em đặt ra cho tôi là làm sao em thoát khỏi nỗi khổ đau này. Không có cách nào thoát khỏi khổ đau ngoài cái cách mà em chìm trong nỗi đau. Giống như hỏi cái cách là làm sao để em có thể bơi, em phải chìm trong nước, em sẽ tự biết cách làm sao sống để không bị nước nhấn chìm. Thì chính cái lúc em biết bơi sẽ là cái lúc mà em không bị chết đuối. Cuộc đời đẩy em xuống một dòng sông để em có thể trở thành một người biết bơi. Đến bây giờ em vẫn còn sống, em vẫn còn tồn tại, em vẫn còn gắng gượng, thì em đang là người phụ nữ biết bơi trong cuộc đời, chứ em không phải bị dòng nước đó nhấn chìm. Thời gian sẽ giúp cho em hoàn toàn quên lãng đi những cái sự tổn thương, những cái sự khổ đau. Và chị nói cho em nghe vậy, người đàn bà nào đến với chồng em cũng sẽ là những người đàn bà khổ đau. Em thoát ra khỏi chồng em được đến mức như vậy. Bây giờ đối với em nghe không được cái điều tôi nói đâu, nhưng mà chính ra nó cũng là cái phước của em. Duyên của em nó cắt đứt thì cũng làm cho em bớt khổ đau. Bây giờ em không chấp nhận được cái sự chia tay là một cái điều vui với em. Em đang cảm giác như chia tay là cái điều đau khổ. Nhưng mà sau này, khi mà em đã lành vết thương, khi em là cái người biết bơi, em biết bơi và em thoát khỏi cái dòng sông tình ái, ái dục, cái dòng sông ái lụy đó đi, em cứ bơi, em cứ sà quằng trong cái dòng sông đó, em cứ bơi tới bơi lui, bơi từ bờ bên này qua bên bờ này thù hận, bờ này thì lụy, cứ bơi qua từ lụy xong đến thù hận, rồi tức tối khổ đau, rồi oán trách, rồi giận hận, cứ bơi qua bơi lại cái bờ trong một cái dòng sông khổ đau như vậy. Khi mà em đã cảm giác như em chán bơi rồi, em cảm thấy như em cần phải thoát ra, thì chính cái lúc đó em tự ngộ, cái tự tánh của em xuất hiện, thì lúc đó em sẽ tự giải thoát được cho mình. Còn giờ thì tất cả mọi người, ví dụ như kênh của chị, hoặc là em nghe bất cứ kênh của ai, hoặc là em niệm Phật, thì đó chỉ là cái phương tiện, đó chỉ là phương pháp giúp cho em coi như giết thời gian, giúp cho em bớt khổ đau hơn, giúp cho em dần dần trưởng thành hơn, giúp cho em quên đi dần dần những cái sự thù hận đó với cái người đàn ông là chồng của em. Cái chuyện người ta bỏ mình, cái chuyện người ta chán mình, cái chuyện người ta ly hôn với mình ấy, nhiều người á, lúc mà bị bỏ, bị phản bội á, thì cay đắng không chấp nhận được. Nhưng mà khi mà tỉnh thức rồi á, thì mới thấy rằng đáng lẽ cái chuyện này nó đến với mình sớm hơn thì tốt biết mấy. Hãy nhớ lời tôi nói. Khi mà em hiểu cái điều tôi nói thì chắc lúc đó em đã rất già rồi. Tại vì sao? Người như em nặng về ái dục quá. Thế nên á, và bản thân em lại là cái người phụ nữ không tự tin về tiền. Em lại cứ dính mắc từ tiền cho đến tình dục, em không phân tách riêng ra được. Tiền là tiền, tình là tình, em cứ nhập hai thứ đó làm một. Em nghĩ rằng mình không có tiền nên mình trở thành cái người phụ nữ yếu đuối lụy. Đó, nó kết hợp hai cái đó, nó trở thành một con người gọi là như em ấy, thì nó khó có thể thoát ra được cái độ lụy. Đó. Còn khi mà em tư duy rằng tiền nó nhiều hay ít, thì cái người đàn ông phản bội, họ vẫn phản bội em. Còn tình ấy, nó đã hết, nhưng mà em không kết thúc được mối tình đó, thì em hoàn toàn khổ đau quấn kén trong cái mối tình tan vỡ đó, chẳng được ích lợi gì. Thật ra chẳng có nói là phí thời gian đâu, tại vì thời gian của em, cho dù em sống với người đàn ông kia trở lại đi nữa, thì em cũng đâu có thể quan hệ tình dục được với chồng em, mà em cũng không có ăn chơi trác táng, mà em cũng không phá đời của mình sau khi em ly hôn, mặc dù em là người phụ nữ không chồng và đâu có ai cấm cản em quan hệ tình dục với người đàn ông khác đâu, nhưng em không làm được điều đó. Vì sao? Vì người em nó không có cái nhu cầu tình dục, nó cũng không sa ngã, và em cảm thấy em không thích những cái vấn đề như vậy, thế nên là em không có bị sa ngã. Đấy, cái người đàn bà chung thủy nó có cái lợi ích là như vậy. Cái người đàn bà lãnh cảm nó được cái lợi ích là không có trượt dài trên con đường tình ái, bởi vì đơn giản họ không có cái nhu cầu tình dục, thế nên họ không phá hủy mình trong những cái mối tình như vậy em nhé. Đó cũng là cái điều may của em. Tôi thấy rằng á, người phụ nữ đẹp như em này, đoan chính như em này, tất nhiên là trong quá khứ em đã có những cách hành xử không đúng với chồng, mà phải nói rằng chồng em cũng là cái người mà phá đi, chứ không phải là cái người đàng hoàng tử tế, hoặc là một người đàn ông trưởng thành trong hôn nhân, cũng như là không phải là một người đàn ông mà thương vợ.
Người đàn ông mà mang bạn bè đến lúc nào cũng làm phiền, mà không bao giờ dẫn vợ đi chơi, đi du lịch để cho vợ sống sung sướng, không có nghĩ đến những cái niềm vui của vợ mà cứ nghĩ đến niềm vui của bạn bè không, thì cái người đàn ông đó biến vợ trở thành cái người mà cùng với anh ta sát cánh trong những cuộc vui. Mà người vợ đi làm về cuối tuần thì đã mệt, cũng cần phải có những giây phút nghỉ ngơi bên cạnh chồng, hoặc là ít ra họ được tự thư giãn. Lúc nào cũng bận rộn trong chuyện nấu ăn để phục vụ bạn của chồng đến, nghe mắc mệt, lúc nào cũng ngửi thấy hơi rượu, hơi thuốc lá, đuối luôn. À, dọn dẹp nhà cửa này nọ kia, người đàn bà cảm giác như áp lực nhiều năm nhiều tháng nó như thế, nó chồng chất nên là người ta cũng như một cái ngọn núi lửa, nó xì ra và nó bùng cháy và dập tắt tất cả mọi thứ. Và người đáng thương hơn nữa lại là cái người thứ ba của chồng bà. Bây giờ ở bên Việt Nam, chăm sóc cha mẹ chồng hờ, chồng tương lai không biết là sau này ở có hạnh phúc hay không, mong muốn ước mơ được đi nước ngoài nhưng chưa hiểu về luật nước ngoài, nên khi mà sống nước ngoài, ở nước ngoài, cô ấy sẽ gặp những cái vấn đề trở ngại rất lớn. Và khi mà hiểu ra chồng em là cái người đàn ông như thế thì cô ta sống với chồng em cũng chẳng hạnh phúc hơn với em đâu. Thế nên là cái thời gian em sống bên chồng có những ngày tháng hạnh phúc, chính ra em mới là cái người được lợi nhiều nhất trong cái vấn đề mà thanh xuân của anh ta, em đã lấy được phần nhiều. Còn bây giờ anh ta đến với người đàn bà nào đi nữa thì anh ta cũng chỉ là hời hợt và tổn thương mà thôi. Em hiểu không? Thế nên em đừng có oán trách về quá khứ, nhân quả không có nợ em. Họ với em đến đây duyên đã tận, em hãy chấp nhận điều đó, quên anh ta đi và sống một cuộc đời thảnh thơi. Không khuyên em lấy chồng mà cũng không khuyên em là nên tìm một người khác để thay thế, để phục hồi, để mà chữa lành cho mình, bởi vì em không làm được. Kiểu người của em không làm được. Thế nên là em hãy sống với bản thân mình, với cái điều mà em cảm thấy mong muốn nhất. Đừng có nghe kênh của chị quá đau lòng, quá buồn. Hãy nghe những cái lời những sư thầy giảng, nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn chị em thấy đó, những trường hợp người đàn bà đến với chị họ toàn khổ đau, ca nặng không, ly hôn, ngoại tình, chồng cắm sừng lên đầu, coi như là không còn chỗ mọc tóc nữa. Rồi có những người đàn bà thì tự tử vì chồng, có nhiều người đàn bà khổ đau vì chồng, có nhiều người đàn bà trầm cảm, ghen tức vì chồng, phát bệnh tâm thần, ăn không ngon, ngủ không yên, rối loạn tiền đình vì chồng. Đó, em thấy không, đau khổ không, toàn là những trường hợp tiêu cực không. Em đến với cái kênh của chị em thấy ghê không, toàn là những cái trường hợp cấp cứu này, chấn thương này, rồi chỉnh hình này, rồi còn đòi phẫu thuật nữa. Đó, toàn máu me ghê quá, em hiểu không? Thế nên em tìm cái kênh nào nhẹ nhàng, nó mang cái hàm nghĩa là xây dựng tích cực, rồi nó chữa lành vết thương cho em, nó làm cho em sống tích cực hơn, nó làm cho em có thể tha thứ được, thì đó là những cái điều mà chị khuyên em. Em thấy không, chị tận tâm chưa? Đừng có nghe kênh của chị nữa, đó là lời khuyên chân thật. Kênh của chị nó nặng quá, em hiểu không? Nó quá nhiều cái trường hợp khổ đau, nó sẽ làm cho em bị ảnh hưởng. Thế nên em hãy thoát ra. Khi nào mà em thoát khỏi chị thì em sẽ thoát khỏi niềm đau. Nhá em nhá. Rất là cảm ơn em đã nhiều năm còn quay lại tìm tôi. Rất là trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Xin chào.